Công phu hai thời. Ngày nọ, có người tín đồ đã quy y được hơn 2 tháng, đến thăm viếng Đức Thầy. Thăm hỏi về sức khỏe và gia đình người ấy xong, Đức Thầy hỏi thêm: Từ ngày quy y vào đạo đến nay, mỗi ngày ông cúng mấy thời? Người tín đồ ấy phân trần: Dạ, nhà tôi chật hẹp, con cháu rất đông. Đầu hôm chúng rộn rịp, tôi cúng không được tập trung, nên chờ cho tới 9 giờ được thanh tịnh thì cúng một thời. Đức Thầy như hỏi qua chuyện khác: Ông làm ruộng xạ phải không? Ông ấy đáp: Dạ phải. Đức Thầy hỏi tiếp: Vậy khi ông làm đất đường cài, đường chưa xả lúa được tốt không? Ông ấy thật thà đáp: Dạ không tốt. Đức Thầy hỏi nữa: Tại sao vậy? Ông ấy đáp rằng: Vì còn phần đất chai, xả lúa không lên, hoặc có lên cũng không được tốt, thưa Thầy. Đức Thầy đúc kết: Vấn đề tu hành cũng vậy, ngày cúng 2 thời mà thiếu một, không đủ công hạnh, sao đắc đạo? Còn nơi không thanh tịnh, ráng tập cho được thanh tịnh, được như thế khỏi tu cũng được. Ý chỉ này đã được Đức Thầy dạy trong quyển gì? Muốn tu hành thì phải cần chuyên, tưởng nhớ Phật chớ nên sái buổi. Ông Lâm Thế Dương cũng xác nhận rằng Đức Thầy dạy mỗi ngày công phu 2 thời, theo sưu tầm của Tấn Lợi.